Mình đã có cơ hội rất là may mắn khi là một trong những người đầu tiên có mặt tại rạp và thưởng thức Gái Già Lắm Chiêu 5. Và sau khi xem hết bộ phim, mình chỉ muốn review đúng 2 chữ thôi: xuất sắc luôn mọi người ạ. Nên là mọi người hãy cùng nhau đến rạp và ủng hộ cho Gái Già Lắm Chiêu 5 nha.